Chào mừng bạn đã quay trở lại với Fit You và mình là Yến. Đây là anh xã của Yến, là anh Thiện. Và hôm nay thì Yến và Thiện sẽ lại mang đến cho các bạn một series những bài tập dành cho những người mà hay bị đau mỏi vai gáy này, cổ rùa này. Và chúng ta sẽ có những cái bài tập rất đơn giản để chúng ta có thể tập được ở bất kỳ đâu. Chỉ cần khoảng 7-8 phút thôi là chúng ta đã có thể tập được rồi. Hãy duy trì nó hàng ngày và nó sẽ giúp cho bạn có một sức sống hoàn toàn mới. Nó sẽ giúp cho máu huyết lưu thông của bạn tốt hơn này. Nó giúp cho bạn có nhiều cái gọi là cái gì nhỉ? Máu lên não. Đúng rồi, máu lên não tốt hơn và năng suất làm việc của bạn cũng sẽ tốt hơn. Đó, rất là nhiều lợi ích cho những cái bài tập này và hãy bắt đầu cùng chúng tôi nha. Đây là cả những tư thế nhá. Chúng ta cùng bắt đầu bài tập ngày hôm nay nhé. Rất là đơn giản. Nào, mở. Úp tay. Chúng ta tiếp tục với những bài tập dành cho phần vai và phần lưng của mình. Yêu thương tất cả các bộ phận ở trên cơ thể của mình. Đó, giúp cho chúng ta dẻo dai, khỏe mạnh hơn, năng suất làm việc tốt hơn. Ok, rồi chuẩn bị động tác tiếp theo nào. Tay chúng ta mở rộng ra nào và bắt đầu. Nó giống như là một chiếc kéo cắt và nhớ lưu ý chuyển động của phần vai ở đằng sau. Chúng ta có thể nhìn thấy chuyển động này. Hai vai chúng ta sẽ khép chặt vào với nhau như thế này, cách chủ động. Đó. Chủ động kéo hai vai lại với nhau nha. Rồi, tiếp theo ta mở rộng hai tay nè. Khép lại. Mở ra và đưa tay xuống. Mở. Khép. Chuyển. Các bộ môn học của nhau. Bởi vì chắc chắn là nó đều có những lợi riêng mà. Bắt đầu Yến thấy nóng dần dần cái phần vai này của mình rồi. Tác đơn giản hơn nào. Lên và xuống. Wow. Ôm lấy vai của mình. Mở tay. Ôm lấy vai. Lưng chúng ta cong lên. Đôn nha.
giãn hết cái phần lưng này của mình ạ. U lần cuối. Rồi, rất là tuyệt vời. Giống như là điệu múa của người Thái Lan á. Đúng không ạ? Cảm thấy như thế nào? Cảm thấy bất cứ cái điều gì, cảm nhận như thế nào, sung sướng này, đã này, hay là chưa đã, chưa phê, hay là đau mỏi quá, mặc dù là nhìn nó rất là đơn giản thôi, thì hãy comment xuống bên dưới để cho Fit You được biết nha. Và Yến và Thiện sẽ gặp lại bạn ở trong những bài tập tiếp theo, ở trong cái series rất là hay ho, và bạn hãy follow cùng với Fit You nha. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.